Con mời bác. Cảm ơn con nha. Sao rồi? Làm việc ở công ty thấy sao con? Vui không? Dạ vui. Con cảm ơn bác đã cho con về làm công ty của mình nha. Trời ơi, cảm ơn gì? Người nhà mà. Nè, sau này á, mỗi ngày con qua bên nhà bác ăn cơm rồi nói chuyện với bác nha. Chứ con ở một mình à, buồn lắm. Rồi ăn uống qua loa như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đó. Dạ thôi, nếu mà như vậy phiền bác lắm. Con ra ngoài ăn cũng được mà. Phiền cái gì mà phiền, không biết nữa. Cứ coi như là con cháu trong nhà vậy đó mà. Với lại đó, mẹ con đó cứ gọi điện cho bác suốt à. Chắc là tại vì mẹ con lo thấy con ở một mình, sợ con buồn rồi ăn uống làm sao không biết nữa đó. Mẹ con lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào cũng lo lắng thái quá lên à. Con bây giờ lớn rồi chứ đâu phải như con nít đâu. Thôi đi cô, dù lớn hay dù nhỏ gì đó, người mẹ lúc nào cũng thương con hết á. Tấm lòng người mẹ hả, mấy cô không có hiểu đâu. Đợi sau này đó nha, rồi có gia đình nè, rồi sinh con đẻ cái nè, lúc đó mới hiểu được người mẹ. Bác nói chuyện y chang mẹ con luôn á. Làm con nhớ mẹ con quá trời. Dạ thưa mẹ, con đi làm. Anh Khôi. Ủa, sao em ở đây? Hỏi gì lạ vậy? Là mẹ kêu qua đây đó, coi như là người nhà mà. Ủa mà đi làm chi sớm nè con? Đi qua ăn sáng đi, dọn sẵn hết rồi đó, đợi các con ăn đó. Thiên Ý, qua ăn sáng luôn con. Dạ. Đi, ăn sáng luôn nè. Đi con. Dạ, con mời mẹ, con mời cả nhà. Ăn đi. Dạ, mời mẹ. Con mời cả nhà. Thiên Ý. Dạ. Ăn sáng với gia đình của bác á, con thấy sao? Có thoải mái không? Dạ. Dạ thoải mái chứ. Ở nhà một mình buồn lắm. Em cứ qua đây ăn chung cho vui, đừng có ngại gì hết. Phải đó, chỉ là thêm cái chén đôi đũa thôi mà. Em cảm ơn anh chị. Thiên Ý cũng lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được. Mọi người đừng làm cho cô ấy khó xử nữa. Thiên Ý, kêu con qua nhà ăn với lại mọi người á, con có thấy áp lực không? Dạ không, con thấy rất là thoải mái luôn á. Anh Khôi, hay là anh không thích em qua đây ăn trực? Làm gì có, hai bên gia đình thân thiết với nhau, chỉ sợ em ngại thôi. Ngại gì, hồi đó hai đứa chơi chung với nhau suốt mà. Thì đó, con biết không, hồi nhỏ là hai đứa đó hả, cứ quấn quýt bên nhau. Đến nỗi mà mẹ là mẹ của Thiên Ý đó, phải hứa giao kèo làm su gia đó. Hai đứa là thanh mai trúc mã mà. Con cũng thấy vậy đó hả? Dạ. Mẹ thì thật sự ra là mẹ cũng muốn lời hứa năm xưa trở thành sự thật. Thiên Ý nè, con có muốn làm dâu nhà bác không? Con cũng không biết nữa. Thôi mọi người ăn sáng đi, chuyện này bữa khác nói cho mẹ. Thôi ăn đi con.